Xin kính chào quý cô bác anh chị và toàn thể các bạn đến với nội dung tiếp theo trên kênh Bản sắc dân tộc nhé. Thật sự là hôm nay mình đang có cái công việc đi qua bên nhà ba đứa nhóc mồ côi mà ở trên trên núi ấy, thì mình cũng đang chuẩn bị hỗ trợ cái phần mái cho nhà em đó. Thì cái gia đình nhà hai mẹ con cháu Hoa nó cũng tạm ổn rồi, thì mình cũng tranh thủ qua bên nhà mấy nhóc mồ côi một hai hôm, thì mình vừa đi về. Và cũng đọc được một số comment của các anh chị cũng như là các quý vị khán giả, thì mình thấy những cái comment nó mình không thấy được hay lắm. Là một phần nữa là mình thấy là quý vị mà xem video rồi, quý vị nói chung là không biết hiểu hay là không biết, có người thì bảo là cái khoản tiền này thế nọ, khoản tiền này thế kia, thì hôm nay mình xin giải trình lại cho quý vị hiểu một lần nữa, để cho những người ta xem rồi người ta không hiểu, mình sẽ giải thích cho cặn kẽ để quý vị hiểu. Thật sự ra là cái việc này mình rất là đau đầu về cái vấn đề là cái mình thấy một phần là những cái quý cô bác xem rồi mà không hiểu, mà góp ý thì cũng đúng thôi, nhưng mà mình phải trước khi góp ý mình phải xem rồi mình phải hiểu một chút. Đó là cái khoản tiền dư tổng cái này, nhiều quý cô bác đang thắc mắc là cái số 144 triệu mua bò này, ý là mình trích cái tiền của cô Thanh Texas 12 triệu và cô chú Huy Ngọc cũng là 12 triệu, hai người là 24 triệu tiền mua bò. Cái mình xin giải thích cho quý vị hiểu như thế này, cái số tiền này ấy, thì vẫn còn nằm trong cái tổng 144 triệu 914 nghìn này. Đấy, là tức là vẫn còn nằm trong cái tổng này, mình chưa trích ra. Bây giờ mình trích ra tất nhiên thì phải lấy cái 144 triệu trừ đi hai cái số này là 24 triệu kèm với cả 2 triệu 3 nữa chứ, là 26 triệu đúng không ạ? 26 triệu 300 đúng không ạ? Thì phải lấy cái tổng này trừ đi 26 triệu 300. Còn cái một phần nữa là quý cô bác cũng thắc mắc cái vấn đề này, sao tại sao lại còn bằng 118 này? Thì tất nhiên rồi, cái người họ tâm lý họ gửi tiền mua ấy, mua cái vật gì người ta phải thích tách riêng của họ ra, thì người ta chỉ là gửi tiền mua bò thôi, thì mình bây giờ mình tổng xong rồi mình phải tách ra cái tiền mua bò, thì hai người là 24 triệu là mua bò hết 15 triệu 500 nghìn đồng, thì còn dư số tiền mua bò mình đã ghi rõ ra là còn dư số tiền mua bò là 8 triệu rưỡi. Bây giờ tách riêng ra rồi thì không thể lấy cộng vào cái tổng này nữa, mình sẽ phải bỏ phần riêng ra là cái phần này vẫn còn để mua bò là vẫn dư 8 triệu rưỡi. Bây giờ thì mình phải là lấy cái tổng 144 triệu này trừ đi là 26 triệu 300, tức là ở đây 24 triệu là hai cô chú này và 2 triệu 3 này là 26 triệu 300 đúng không ạ? Mình phải lấy tổng này trừ 26 triệu 300 đúng không ạ? Đúng chưa quý vị? Đấy, còn cái 8 triệu rưỡi này thì mình vẫn ghi rõ là vẫn còn dư 8 triệu rưỡi để mua bò. Sau này mình có thể là dùng cái sử dụng số tiền này để mua bò, nếu mà không đủ mình sẽ lại lấy vào cái khoản ở trong này nó riêng. Cái tiền tâm lý người ta mua bò ấy thì người ta sẽ thích tách riêng ra, người ta là còn không bao giờ người ta gộp vào đây nữa. Ý mình là vậy. Quý cô bác không hiểu lại bảo là 144 triệu mua bò trừ đi cái khoản 24 triệu ở đây với cả 2 triệu 3 đây, thì tại sao còn bằng 118 triệu 614 nghìn? Thế là đúng rồi ạ. Thì tất nhiên người ta đã bảo trừ 26 triệu 300, ghi rõ nói rõ ra rồi, 26 triệu 300, tức là hai người này đây, mình phải nói rõ, nói càm nhàm hơn một chút, quý vị thông cảm. Thật sự là mình đọc những cái câu comment của quý vị mình cảm thấy là mình rất là buồn luôn, xem mà không hiểu. Đấy, hai cái này 24 triệu, cái này là 2 triệu 3, 26 triệu 300 trừ lấy cái tổng này này, tổng này trừ đi 26 triệu 300, tổng 144 triệu 914, thế trừ đi 26 triệu 300 thì chả phải bằng. Có người lại còn bảo phải là cộng vào, vì mình trừ đi rồi mình lấy ra trích ra mình phải trừ đi chứ sao cộng vào, thì mình làm sao mình lấy tiền thì mình bù ạ, đúng không ạ? Còn cái tiền 26 trong 26 triệu 300 kia thì mình đã 2 triệu 3 này thì là đã sử dụng hết cái số tiền này mua những cái đồ liên hoan là hết 2 triệu 300 này. Còn cái phần 24 triệu này thì mình vẫn ghi rõ là còn dư 8 triệu rưỡi, thì quý vị làm sao lại còn nghĩ mình là như thế nào, mình cũng không hiểu được quý vị là nghĩ gì. Đấy, cái video này mình chỉ làm ngắn ngắn như vậy thôi. Đấy, mình cứ nói hơi cứ nói đi nói lại như thế để cho quý vị hiểu. Nói nhiều quý vị lại bảo mình là nói nhiều. Bây giờ mình trích ra rồi, mình cái khoản trích đấy là mình không thể tổng vào đây được nữa. Mình sẽ cái khoản trích đi mình thừa thì mình vẫn ghi rõ ra là cái khoản thừa trích đấy là 8 triệu rưỡi vẫn còn thừa đây. Cái tổng này trừ đi 26 triệu 300 là khác, là 118 triệu. Đấy, đúng không ạ?
Thì cái với cả vẫn còn một cái khoản dư nữa ở đây ạ, 8 triệu rưỡi mình ghi rõ đây ạ, đúng không ạ? Đây là 8 triệu rưỡi, đây là khác, cái tiền dư mua bò khác mà, đây là cái tiền dư trừ đi tổng khác mà. Thì quý vị nghĩ sao, cứ comment những cái lời mình nói, thật sự là mình làm rất là mệt mỏi, về đọc những cái comment quý vị rất là đau đầu luôn đấy. Mình làm cái video này để cho quý vị nào mà xem mà không kỹ, nghe không rõ thì có thể là xem lại cái được video này ngắn ngắn này thôi. Mình xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhé.